Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay Dương sẽ giới thiệu những cái dòng nước hoa của cha mà theo tâm mục của Lancôme, nên là các fan của Lancôme thì có thể vào đây xem ha. Thì đầu tiên là chai chăm chốt theo tâm mục của Lancôme Bella Labiette, nó tông nó ngọt đậm mà giữ mùi rất là lâu, và cái mùi này á là thích hợp mọi lứa tuổi luôn. Ai mà kiểu thích ngọt ngọt mà hương có một chút hương vani nhiều ngọt á, thì mình xài cái chai này. Chai này là loại 50ml, giá là 580.000. Cái mẫu này á là nói chung là được rất là nhiều khách hàng yêu thích từ khi mà cha mới ra cách đây 4-5 năm luôn. Cái mẫu này ra là cái mùi hương này ra gần như là cái mẫu đầu tiên luôn nè. Còn nay có cải tiến thêm cái size 100ml dành cho những bạn xài nhiều hơn, thì lấy cái chai to này xài mình vừa có lợi mà mua nó rẻ hơn nữa, được nhiều nước hoa hơn. Cái mùi thứ hai là giống chai mà Lancôme Miracle là cái chai mà thủy tinh màu hồng á, thì chai này nó là Good Girl vàng, nó đặt bên trong đặt là Good Girl vàng là chai 20ml, còn chai 100ml có tên gọi là My Love, nhưng mà cũng là một mùi nha mọi người, là cái mùi mà Lancôme Miracle mà chai màu hồng á, chai màu hồng nó thuộc ngọt trung bình kiểu nhẹ nhàng đó. Ai thích kiểu ngọt ngọt mà nhẹ nhàng thì có thể sử dụng cái em này. Còn một chai nữa là Pinnacle bên cham, cái mùi này cũng giống Lancôme, mà cái Lancôme theo cái mùi tông nó kiểu nhẹ nhẹ nha, nhẹ nhưng mà rất là quyến rũ và rất là cuốn hút, và kiểu mình xịt nhẹ thôi, người khác lại gần thì sẽ nghe được cái mùi, nhưng mà mùi nó cứ thoảng theo mình, bám theo mình cả ngày dài luôn. Riêng cái chai này khách đặt xong là giới thiệu cho người khác xài nhiều lắm nè. Đây là chai 100ml ha. Còn một chai nữa giống cái mùi của Lancôme nhưng mà thuộc Lancôme Chaser, mà cái nơ màu đen á mọi người, thì ở bên trong là cái chai Midnight này 100ml. Cái chai này thì tông nó kiểu ngọt mà ngọt thanh nha. Đó. Mỗi chai cũng cùng là ngọt nhưng mà có một cái cách kiểu ngọt khác nhau, thì mọi người thích cái mẫu nào, cái mùi hương của Lancôme nào thì mình có thể sử dụng cái mẫu đó ha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi các phần chia sẻ của Dương về nước hoa cham theo tông Lancôme.